cặp Bắc Hà Sù trắng, bông lau, Bắc Hà Sù Việt Nam. Đó, cho mọi người nhìn cái sự vận động của chúng nó. Hôm nay là một ngày trời mưa phùn đầu xuân. Bắc Hà Sù trắng, cặp bông lau rất là sạch sẽ, một cái giống chó rất là sạch sẽ. Từ đã. Thanh niên này nhanh nhậu quá. Chơi với nhau đi tí đã. Một giống chó rất là nhanh nhẹn. Cặp chó quá đẹp luôn. À, cái đuôi này. Đó. Mặt thì rất là khôn chó. Con cái thì nó mọc lại lông, nó mọc chưa đủ. Lông đuôi vẫn còn đang thưa. Vội thế. Ngày hôm nay thì con cái nó đã chịu được rồi. Được hơi vội. Quay từ gốc từ đây là ra, nó quay từ gốc cây kéo lên đây, lên trên này. Chơi chán lại quay về chỗ chủ, ra ngoài kia chơi. Quay về gần đây làm gì? Đó, bọn này nó vẫn là cái kiểu nó thích leo trèo. Có cái đống gạch, nó vẫn trèo lên đống gạch thế không? Sau phải làm giả một cái hòn gì đấy, kê xếp. Góc vườn, kiểu gì chúng nó cũng quay ra đấy chứ nó leo lên. Đây, được đây, nắm được. Rồi, triển khai. Đang tìm hiểu làm gì triển khai mà phải ra xa thế. Cũng được, ở đây đi. Quá xa luôn. Cây cỏ nó vướng thế làm ăn gì được. Tung tăng tung tả. Mấy con cái mà của cái cặp bố mẹ đầu tiên về xuôi, Bắc Hà Sù trắng về xuôi bố mẹ cho bản thì ra những con cái rất là đẹp. Đây là một con, còn ở trong cái đàn này có 6 con thì có 5 con nó giống như thế này. Đó. Ở cái đàn chị của đàn này thì nó cũng mới đẻ xong. Thì ai mà thích cái con Bắc Hà mà nó theo cái kiểu như là cái con đang quay này này, con trắng này, đó. Thì chờ xem cái đàn cho con. Đây là lông đuôi của nó vẫn chưa mọc hết lông đuôi đâu. Bầm lưng thì đủ rồi. Đuôi thì chưa đủ. Vì con chị đàn trước và con mẹ của nó thì đuôi nó rất là bông. Có nhiều cái video. Có nhiều video của con tên là con mẹ và con chị rồi. Cái đàn đang có này, đàn Bắc Hà đang có này, là đàn con của con lau này. Với lại con chị của con này cũng chưa được. Phản. Cái sân làm cho con này cứ phải làm sân rộng, không có vướng. Cái kiểu phản của chúng nó là chúng nó sẽ chạy như vừa rồi. Phản. Kiểu đó. Tung ta tung tăng. Đây là nó phấn khích kiểu
chạy nhảy thoải mái, chơi. Đây vườn thì còn đồ đạc còn này kia còn đang chưa dọn hết. Được rồi đấy. Cho ta thì rất nhanh gọn. Cái đỏ luôn. Dính luôn. Vườn này về sau là nó sẽ thành cái sân cho chúng nó. Hiện tại bây giờ thì nó vẫn còn đang đồ đạc, nó đang xếp lỉnh kỉnh đây. Bỏ mấy cái cây chuối ở giữa vườn đi để cho nó có một cái khoảng sân chạy không bị vướng víu. Đây gọi là khai mạc đầu năm. Ok, gặp mặt đầu năm đã xong. Cặp đôi bung lau. Đây, cho mọi người ngắm lại cái cặp này. Cặp Bắc Hà xù trắng với con đực là con chó bản tên Lau, và con cái là con của cặp chó bản nhà nuôi. Ra chơi với nhau một tí nữa đi. À, đực này giống này so với này giống chó ta bình thường thì nó vẫn nhanh hơn cái con chó ta bình thường. So với con mông cọc thì nó không nhanh bằng con mông cọc. Con mông cọc là cái kiểu vận động của nó là bước nó ngắn hơn con Bắc Hà này. Nên là nhìn con mông cọc là nhìn nó di chuyển nó như kiểu là video có tua. Nhưng Bắc Hà này cũng là một cái giống chó mà di chuyển nhanh và di chuyển khéo, luồn lách và nó trèo rất khéo. Dù sao nó là con chó miền núi, một trong hai giống chó của người Hơ Mông. Ê, con Bắc Hà này thì nhiều người là có nhiều bạn nuôi cái con Bắc Hà này cũng quan tâm đến con Bắc Hà này, nhưng mà các bạn nhiều bạn thì lại cứ phân biệt nó là cái việc là cái con này nó ở huyện Bắc Hà của Lào Cai, với con mông cọc là ở Hà Giang, với Đồng Văn, với lại Quản Bạ của Hà Giang. Nhưng mà các bạn lại không biết một điều là hai cái tỉnh này nó giáp nhau, và cái huyện Bắc Hà là cái huyện nó giáp với để Hà Giang. Và một cái điểm đặc biệt nữa là cả hai giống chó mông cọc và Bắc Hà nó đều là cái giống chó mà người Hơ Mông nuôi. Có thể nói nó là hai giống chó của người Hơ Mông. Đó, mà một cái tộc người ở Việt Nam tổng cộng 1 triệu người tập trung ở Hà Giang và Lào Cai là khoảng tầm 800-900 nghìn người. Chủ yếu tập trung ở Hà Giang. Ở Lào Cai, ở giáp Hà Giang. Coi như là với họ thì nó là một cái vùng lãnh thổ liên kết. Thì cái con Bắc Hà và con mông cọc nó sống cùng với nhau, nó cái chuyện hết sức bình thường. Khi mà chúng ta nuôi một cái giống chó, chúng ta muốn cái phân tích cái sự khác biệt của cái giống chó thì phải xem cái nơi sinh sống của nó là như thế nào. Còn nhiều người thì nói là cái con Bắc Hà này với lại con sù Hà Giang, thực sự mà nói cái con sù Hà Giang tay dựng mình tìm ở trên, nhờ Google nó tìm cho hình ảnh, nhưng mà mình chỉ tìm thêm 1-2 hình ảnh thôi. Tên là không hiểu là cái giống chó này nó có ở đâu ra, nhưng mình nghĩ là số lượng của nó vô cùng ít. Các bạn cứ thử vào Google các bạn tìm thử xem, tìm thử con sù Hà Giang tay dựng xem các bạn có thấy được bao nhiêu hình ảnh của cái giống đấy, sù Hà Giang tay dựng. Bởi vì sao lại nói đến con sù Hà Giang tay dựng? Vì rất nhiều người nói là cái con Bắc Hà sù này là nếu mà tai mà nó bênh hay là tai nó dựng lên thì nó là con sù Hà Giang. Không phải, nó chả liên quan gì với nhau cả. Bản thân mà muốn tìm cái hình ảnh của con sù Hà Giang cũng khó chứ không có dễ. Cái con Bắc Hà này nó nhìn cái tai dựng hay tai cụp nó là một phần, nó còn toàn thân của nó nữa cơ bản.
Chưa nói là nhắc đến cái giống sù Hà Giang này, nhắc cho vui thế làm gì có chó đâu. Con sù Hà Giang có thể nói là con cọc có đuôi, bông sù. Đó, theo kiểu như vậy, những con cọc lỗi và lông nó dày thì gọi nó là con sù Hà Giang. Chứ còn để phân biệt cái con Bắc Hà với con sù Hà Giang thì rõ ràng hai con cái kiểu mặt của nó khác nhau, nó không có giống nhau. Nhưng mà không có nghĩa là cái con Bắc Hà này là nó cứ phải là cái con chó nó ở Bắc Hà của Lào Cai. Vì con Bắc Hà đấy, như mình đã nói, con Bắc Hà này là cái con chó của người Hơ Mông. Mà người Hơ Mông thì người ta nuôi hoặc là con Bắc Hà này, hoặc là gọi là con chó sù này, hoặc là cái con cọc đuôi, là hai con, có thể hai con người ta cùng nuôi trong cùng một nhà là chuyện bình thường. Đây là phân biệt dựa vào cái việc là nó ở Bắc Hà hay là nó ở Hà Giang là một cái nó không hợp lý đâu. Ở Hà Giang cũng là người Hơ Mông nuôi, mà ở Lào Cai cũng là người Hơ Mông nuôi. Thế thì cái con chó nó ở Lào Cai, tức là cái con chó nó ở giáp Hà Giang với con chó ở Hà Giang thì nó khác gì nhau? Nó không thể dựa vào cái đấy để mà phân biệt được. Còn bảo hai nơi nó khí hậu khác nhau thì xin thưa với các bạn là hai nơi khí hậu nó tương đồng, nó giáp danh nhau. Hà Giang thì nó thậm chí nó còn lạnh hơn. Ở Hà Giang là nó cao hơn, cao nguyên đá, Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh. Nó cái độ cao của nó còn cao hơn ở Bắc Hà, Lào Cai cơ. Nó cao hơn tức là nó lạnh hơn. Lạnh hơn thì lông của nó sẽ bung xù hơn. Đó. Đó là một cái nó không có cái sự chênh lệch. Giá bảo là ở dưới miền xuôi với lại ở trên đấy cơ thì nó mới chênh lệch. Chứ còn Hà Giang với lại Lào Cai, Bắc Hà, Lào Cai với lại Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh thì khí hậu nó không có chênh lệch. Nhưng mà hai cái con này cứ nhớ là hai con này là hai con của người Hơ Mông, của người Mông. Hai con này mình phải nói là hai cái giống chó này người Mông gây giống rất là âm dương ngũ hành ấy. Vì là nó có một cái sự ngược nhau. Một con thì cọc đuôi, không có đuôi luôn, đuôi nó cụt ngủn. Còn một con thì đuôi nó lại gọi là quá phát luôn, là đuôi dài luôn. Đó. Nó có cái sự ngược nhau về cái đuôi. Hai giống chó của cùng một tộc người nuôi. Và nó ngược nhau về cái tai nữa. Cái con Bắc Hà thì cái xu hướng của nó là xu hướng tai cụp. Con cọc thì xu hướng tai dựng. Xu hướng tai cụp nhá, chứ không phải là tai là nó bị chết cái cơ tai đâu. Nó không có cụp ngổm đâu. Còn mỗi một cái kiểu nuôi, cái dinh dưỡng nó khác nhau thì nó ra kiểu khác nhau. Đó là một cái rất là hay ở trong cái chọn lọc, trong cái chọn lọc tự nhiên của người Mông. Hai giống chó của người Mông, một giống chó thì đuôi bông long, bông xù, còn một giống chó thì lại cọc đuôi. Bông long, bông xù thì tai, xu hướng cụp, mà cọc đuôi, cụt hẳn đuôi, không có đuôi thì xu hướng tai dựng. Một âm một dương, phải nói là rất là phong thủy. Đó, với con Bắc Hà thì mình thích cái con Bắc Hà màu trắng, mình nhân giống 100% con Bắc Hà là màu trắng. Còn với con cọc thì mình thích cái con cọc màu vàng, mình nhân giống 100% cọc màu vàng, gọi là nhất bạch nhị vàng tam khoang tứ đốm. Đó. Nhất bạch nhị vàng tam khoang tứ đốm nhá, chứ không phải là nhất vẹn nhì vàng đâu. Không biết là ông nào xuyên tạc ra mà lại dám nói là nhất vẹn nhì vàng. Con màu vẹn đấy là nó xếp vào con màu đốm. Nhất bạch nhị vàng tam khoang tứ đốm, nó còn xếp sau con màu khoang cơ. Vì hiểu là khoang thì thường là nó còn là có những cái mảng và nó có ít mảng thôi. Chứ còn nếu mà nó lấm chấm thì gọi là đốm rồi. Rồi mọi người mà nếu mà thích cái con Bắc Hà sù trắng, nuôi con Bắc Hà sù trắng thì có thể chờ đàn này. Hoặc là một cái đàn con chó bây giờ đang được 20 mấy ngày tuổi rồi, hoặc là chờ đàn này thì 2 tháng nữa sẽ đẻ. Còn mọi người mà quan tâm đến chó mông cọc con thì chờ mấy ngày nữa mình sẽ có video. Đợt này thì mông cọc con thì cũng nhiều cho con.
Về thôi. Ơi. Ơi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thôi, chơi thế thôi.